Xin chào các bạn, bạn là mình, Ba Long đây. Và đây là tập cuối cùng trong series hướng dẫn sử dụng thiết bị DDJ XP1 của mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về những tính năng cuối cùng nhưng mà không quan trọng, không kém đâu của thiết bị này. Đó chính là chức năng Instant Double, Master Tempo, Beat Sync, Sleep Reverse và các nút loop, các nút chức năng loop ở trên máy. Và bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính nhé. Tiếp theo là đến tính năng loop có trên máy. Ở đây chúng ta phải để ý có 3 nút In, Out, 4 bit loop, Exit. Thì nút In ở đây là chúng ta sẽ setup điểm bắt đầu của đoạn loop. Nút Out để chúng ta sẽ đặt điểm kết thúc của đoạn loop. Và sau khi chúng ta thực hiện tính năng loop xong, chúng ta muốn bỏ loop thì chúng ta sẽ bấm nút Exit tại đây để Deactivate, là tắt tính năng loop để bài nhạc có thể tiếp tục di chuyển, chạy như bình thường. Này mình sẽ làm thử cho các bạn thấy. Đây mình sẽ cho bài nhạc chạy. Mình sẽ đặt điểm bắt đầu tại đây. Sau 8 bit mình sẽ kết thúc, thì các bạn thấy là đoạn loop sẽ được tự động kích hoạt tại các điểm mà mình đã setup sẵn. Sau khi mình sử dụng xong, mình bấm nút Exit thì loop sẽ tắt và bài nhạc sẽ được chạy tiếp tục. Và tiếp theo, tương tự như cách chúng ta đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đoạn loop, thì nút Exit đây còn cho phép chúng ta kích hoạt ngay 4 bit loop, nghĩa là loop đúng 4 bit, đúng 4 nhịp. Đây mình sẽ làm thử cho các bạn thấy cho dễ hiểu nha. Mình sẽ bắt đầu bài hát ở đây, sau đó mình kích hoạt tính năng 4 bit loop. Bạn sẽ thấy bài nhạc được loop đúng 4 nhịp. Sau khi mà loop xong thì tương tự như cách làm kia, chúng ta phải bấm nút này để Exit loop. Exit loop, các bạn sẽ thấy bài nhạc vẫn chạy liên tục. Và tiếp theo là đến tính năng Sleep Reverse. Thì tính năng này cho phép một bài nhạc đang chạy, chạy ngược về lại. Ý là thực sự là chạy ngược lại luôn. Ví dụ như bài nhạc đang chạy tới, khi chúng ta bấm giữ nút này, bài nhạc sẽ chạy lùi về. Nhưng mà sau khi chúng ta thả tay ra thì bài nhạc sẽ tiếp tục chạy ở điểm mà nó đang chạy. Bởi vì đây có chữ Sleep. Là Sleep là tính năng mà cho phép chúng ta có thể thực hiện bất cứ một hành động nào nhưng mà không làm ảnh hưởng đến bài nhạc đang chạy và điểm mà bài nhạc đang ở tại đó. Ví dụ như là bài nhạc đang chạy ở nhịp 1, 2, 3, 4, khi chúng ta bấm giữ nút này 4 nhịp nữa, có nghĩa là 4, 5, 6, 7, 8, thì khi chúng ta thả ra thì bài nhạc sẽ tiếp tục bắt đầu vào nhịp thứ 8 chứ không phải là bắt đầu ngược lại vào điểm đầu tiên. Ngay mình sẽ làm thử cho các bạn thấy cho dễ hình dung. Đây, mình sẽ trigger bài nhạc, đoạn nhạc, và sau đó kích hoạt nút này. Các bạn có thấy ở đây chúng ta có hai thanh. Sau khi chúng ta kích hoạt nút Sleep Reverse thì sẽ có một cái thanh di chuyển để chúng ta có thể biết được bài nhạc hiện tại đang chạy ở điểm nào. Sau khi chúng ta thả tay ra thì bài nhạc sẽ được tiếp tục ở tại cái điểm mà cái thanh nó đang di chuyển. Thì với chức năng Sleep Reverse này, có thể một số bạn khi mà mới tiếp xúc với nó, các bạn sẽ thấy nó rất là khó để thực hiện sử dụng, hoặc là các bạn có thể là thấy sau khi các bạn trigger này thì cái tiếng nó kỳ quá. Thì đây là một chức năng rất là mới nhưng mà cũng rất là hay. Để mà các bạn có thể sử dụng được tính năng này một cách mượt mà hơn thì quan trọng hơn hết nhất là các bạn sẽ phải luyện tập thường xuyên. Bạn phải cứ trigger nó, nghe đoạn này ok thì mình sẽ ghi nhớ lại và mình sử dụng chức năng này cho riêng một đoạn đó. Chứ còn khi mà các bạn chơi freestyle thì thường sẽ hay xảy ra trường hợp là bấm xong cái mình nghe chết quất. Cho nên là quan trọng nhất các bạn vẫn cần phải là luyện tập. Yeah, vậy là đến đây là đã kết thúc series hướng dẫn sử dụng thiết bị DDJ X1 của mình rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau, sẽ là tập cuối cùng và cũng là tập đặc biệt nhất của series này. Đó chính là mình sẽ thực hiện một bản mix nhạc với thiết bị DDJ X1 tại đây. Mình sẽ xào nấu các chức năng trên đây để tạo thành một bản mix cho các bạn thấy mình có thể sử dụng thiết bị này vào trong phong cách mix nhạc của mình như thế nào. Các bạn hãy chờ và đón xem nhé.